Hi, em An xin gửi lời chào đến tất cả anh chị và các điều gần xa. Buổi chiều ngày hôm nay em An đã có mặt tại khu vực gara của siêu thị ô tô Bình Dương. Và em An sẽ lên sóng giới thiệu cho chị rất nhanh một mẫu xe mà hôm trước khi mà về em An có cập nhật hình ảnh trên kênh. Thì anh chị có kêu em An quay dùm anh chị chiếc xe này. Thì đây là một chiếc Hyundai Elantra 2017 số sàn. Chiếc xe này sử dụng động cơ 1.6 màu bạc anh chị nhá. Đặc biệt đây là một chiếc xe mà chủ xe mới lăn bánh đúng đồng hồ 48.000 km chuẩn, một mẫu sedan hạng C. Đây là một chiếc xe mà chưa xịt pa, chưa rửa dọn gì cả, 48.000 chuẩn anh chị nhá. 48.000 chuẩn vỏ cung hô. Nhưng vỏ này thì em An kiểm tra xem đết vỏ đã thay chưa. Đó. Đết vỏ đã thay chưa? Đấy, xe này có thể là cũng đã thay vỏ rồi nhưng mà đi đúng 48.000 chuẩn anh chị ạ. Và xe thì rất là đẹp, vỏ rơm mới dày màu bạc. Đây, nội thất thì chiếc xe này Calamen sẽ cho anh chị tham quan hết những chi tiết tapi này. Đấy, ghế vô lăng củ số để anh chị thấy được cái xe này có đi đúng mô đô hay không. 48.000 và chiếc xe đã được chủ xe lên ghế da màn hình Android rồi. Ghế da màn hình Android đầy đủ anh chị nhé. Đấy, vô lăng tích hợp này, 48.000 cho anh chị coi ô tô. 48.502 km. Một chiếc xe số sàn động cơ 1.6 rất là mạnh mẽ nhé, khỏe khoắn. Hyundai Elantra 1.6 2017 số sàn. Nhưng mà mới đi 48.000 chuẩn thôi. Rất là tiếc cái đết vỏ làm mặt trong hết, em An không nhìn được. Đăng kiểm muốn đến tháng 4 2023. Đấy, sinh nhan gương tích hợp này. Và các tay cửa thì có mạ chrome, khóa cảm biến thông minh như chưa? Có chén cửa đầy đủ hết rồi. Về mưa phim cách nhiệt chủ xe cũng đã lên sẵn cho anh chị ha. Đây, nội thất đấy ạ. Đấy, anh chị đã quan sát rất là đẹp đúng không ạ? Hàng ghế sau. Đây. Đó. Rộng rãi, cũng được trang bị hốc gió điều hòa ghế sau. Trần thì zin sạch sẽ cho anh chị tham quan những chiếc trần luôn. 2018 27 số sàn. Đúng 48.000, một chiếc xe đi gia đình không kinh doanh dịch vụ, chất xe đẹp liền lạc và anh chị có thể quan sát là phần bên ngoài thì gần như là dàn sơn rất là đồng nhất nhá. Không bị lệch màu, đồng nhất. Đó. Và tuyệt đối là những cái lắc keo zin này vẫn còn nguyên này anh chị này. Lắc keo zin vẫn còn nguyên. Bốn quả vỏ này thì em nghĩ là chủ xe đã thay mới nhưng vẫn là cái vỏ cum hô nhá, vỏ của hãng nhá. Đó, và cái những chi tiết này là dán này, cái này mình bóc qua được nhá. Đó, 4 thang đĩa ha. Các góc cảng rất là khít ha. Đó. Cụm đèn hậu sau là cụm đèn hậu giải led luôn nha chị nhá. Led 3D và được trang bị 4 mắt cảm biến sau. Em này chủ xe đã lên sẵn cho chị cái lipo sau rồi, lên sẵn lipo sau. Elantra GLS số sàn. Đây, khoang hành lý rộng rãi. Những chi tiết mủ này gần như là chưa chảy xước. Cá nhân em An thì cực kỳ thích quay những chiếc xe mà mộc nhá. Xe vừa về là em An lên sóng liền à. Thích lắm. Thích quay những cái sản phẩm mộc như vậy. Để chị thấy được này, vỏ sơ cua này. Em này thì chủ xe đã lên 5 quả vỏ cum hô rồi. Vỏ này là vẫn là vỏ của hãng nhá. Khi mà xe Elantra mà vỏ mới ra là đều là vỏ cum hô hết. Những cái máng xối hai bên ha, đinh bấm hai bên là nguyên bản keo chỉ zin. Chiếc xe này thì em An cam kết cho chị là không đâm đụng thủy kích tai nạn, chuẩn ô đô. Chuẩn ô đô 48.000. Đó. 48.000 chuẩn cho mẫu này. 2017 số sàn. Đây, bên đây cũng vậy, bốn quả vỏ này là dày mới tinh luôn, 4 tháng đĩa. Em này thì chỉ có đánh bóng rửa dọn nên là rất là đẹp rồi. À. Không biết là anh em để bên đây để làm gì nhưng mà có thể là mới về thì để tạm đây thôi. Xe đẹp liền lạc mọi chi tiết. Đấy. Những cái chi tiết đây. Khoan để cho anh chị coi này. Đây này, những chi tiết này với một cái người chủ mà ra kỹ ấy. Đây, dán đề can ni lông hết này. Chống chảy xước, những cái bậc lên xuống này cũng ốp inox ha. Các lách cửa đây là những cái ốc cửa này, chưa tháo mở ha. Ốc cửa chưa tháo mở. Đó. Cho mượn chìa khóa. Không, để được quay. 2017 số sàn anh chị ạ. Động cơ 1.6 và chiếc xe thì cực kỳ đẹp và liền lạc đấy. Những cái lắc keo zin, xe chưa sơn lại thì nó mới còn những cái lắc như vậy. Đó. Chuẩn 48.000 km. Tên tư nhân biển Đồng Nai. Đăng kiểm và phí đường bộ còn đến tháng 4 2023. Xe không kinh doanh dịch vụ, nội thất sạch sẽ. Màn hình đã có, ghế da đã có. Đó, thực sự rất đẹp, rất đẹp. Anh chị nào mình quan tâm mẫu xe này thì lên nhà em An để xem xe. 418 triệu chị nhá. Đấy, cơ sở 1, 2, 3 thì đây gọi là cơ sở 2 thì cũng rất là gần thôi. Cách nhau vài trăm mét thôi. Phần đầu xe thì có cụm đèn pha dạng thấu kính và giải led định vị ban ngày. Đây em An sẽ cho chị tham quan cái chất máy đang là chưa rửa dọn nhé. Chưa rửa dọn để chị cảm nhận được cái chất máy chưa rửa dọn nó như thế nào. Đó, đây, máy móc đây ạ. Đó. Nguyên bản là chưa tháo mở những cái ốc chấm sơn 7 màu. Những cái ốc má vè.
hay là những chi tiết bên trong này là nguyên bản, tuyệt đối là không cấn đụng nhé. Cái đó thì em cam kết bằng văn bản với những sản phẩm mà bán ra. 2017 số sàn 418 triệu đồng, 418 triệu. Mẫu này thì vẫn có thể làm banh được. Nên là chị nào mình muốn làm banh thì lên em sẽ hỗ trợ làm banh cho chị. 418 triệu cho một chiếc xe rất đẹp, đi chuẩn ô đô. 2017 như này thì quá là đẹp rồi đúng không chị? Chiếc xe tiếp theo mà em giới thiệu cho chị, một chiếc Accent bản đặc biệt để em ra xa, màu vàng đồng nhá. Xe này là 2018, màu vàng cát, vàng đồng nữa. Lăn bánh mới có 35.000 chuẩn thôi, nhưng mà xe tại vì mới về nên là hơi dơ. 35.000 km chuẩn cho mẫu này, bản đặc biệt 2018. Đây, để xe lùi ra một chút để chị quan sát cho dễ ha. 2018 số tự động bản đặc biệt. Lăn bánh đúng 35.000. Đây, calamen cho chị tham quan qua nội thất này. Đây, và nội thất, tất cả dàn vỏ là theo xe. Nội thất là điều hòa auto, ghế da. Xe mới về nên là nó hơi bẩn, hơi dơ một chút. Bản đặc biệt nha anh chị, 2018. Và lăn bánh đúng đồng hồ 35.000. Đại cho anh chị tham quan phần ô đô, vô lăng, củ số. Calamen sẽ cố gắng để đưa anh chị thấy được cái chất lượng sản phẩm, những cái khóe vô lăng. Màn hình Android thì chủ xe cũng đã lên rồi. Màn hình Android là cũng đã lên rồi. Với em xe này là bản đặc biệt nha, 2018, màu đồng. Màu này mà rửa dọn lên rất là đẹp, anh chị nào mệnh thổ ấy, rất là hợp luôn. Ghế da nguyên bản, điều hòa auto. Các bậc lên xuống cũng có ốp inox chống trầy xước đầy đủ hết rồi, bản đặc biệt nhá. Đây, và cho anh chị tham quan phần vỏ này còn chiếc xe đi 35.000 đây. Những cái rãnh vỏ này còn sâu ha, và đết vỏ là 2018 hết nhá. Đây, tuần thứ 30 năm 2018. Đây là những cái sản phẩm mộc. Mâm này là mâm R16, mâm phay. Em ăn thích cái mâm của đời này lắm. Em này về thì có một số vết chày ở phần góc cảng ấy. Bên em ăn chưa có xì ba lại. Đây, sẽ để đây để dặm sơn này. Bên đây là sẽ là khu vực để dặm sơn. Cụm đèn pha cũng dạng thấu kính, có giải LED định vị ban ngày. Em này hiện tại đang đeo biển số Vĩnh Long nhé, 64. Đấy, đây này, có những cái vết chày xước nhẹ thôi. Bên em ăn sẽ cho xử lý dặm sơn lại. Đăng kiểm đến tháng 11/2022. Với một chiếc xe đã qua sử dụng thì chuyện dặm tút sơn là chuyện rất bình thường. Rất bình thường ở những cái sản phẩm mà bán ra thì chuyện dặm tút sơn là rất là bình thường. Em ăn về sẽ phải dặm tút sơn, quan trọng nhất là nó không xảy ra đâm đụng tai nạn, và những chi tiết máy là còn nguyên bản, chưa tháo mở hay là hộp số lắm, không bị động đại tu lại ha. Đấy. Accent bản đặc biệt đăng kiểm đến tháng 11/2022. Khi mà xe hết đăng kiểm thì VA sẽ hỗ trợ đăng kiểm lại, anh chị chịu phí đường bộ. Đó, cái thời gian thiếu đây. Cái ốc má vè này cũng chưa tháo, chưa có bùa lại luôn này, vẫn còn mới tinh luôn. Đây, dàn vỏ tiếp tục là theo xe hết nhá. Tuần thứ 31/2018 này, tuần 31/2018, và Caramel sẽ cho anh chị tham quan cái độ dày của cái vỏ này. Đó, cái rãnh nó rất là sâu đây. Đó, chị quan sát cái rãnh nó rất là sâu nhé. Đó, để một chiếc xe thực ra thì cái vấn đề ô đô thì em ăn luôn là nói rất rõ với chị, những chiếc sản phẩm nào mà em ăn bao đô cho chị thì em ăn sẽ bao tuyệt đối. Còn vấn đề sản phẩm lỗi thì chắc chắn là nhà em ăn không bán. Đấy, khẳng định với chị bằng văn bản. Xe này mới còn đậu ở đâu nó bắn mấy cái chi tiết bẩn vô ghê á, bẩn lắm. Xe dơ, xe này em ăn còn đánh bóng rửa dọn. Tất cả thì bây giờ sẽ xì pa làm đẹp cho chị. Quan trọng là cái chất xe nó còn đẹp và liền lạc là rất là quan trọng. Đấy. Hyundai Accent bản đặc biệt sản xuất 2018, bản đặc biệt lăn bánh 35.000, tất cả đết vỏ này theo xe hết đó. Có hai chiếc ấy chú, thích chiếc nào bên trong có hai chiếc. Đấy, biển Vĩnh Long với chị. Mẫu này vừa về. Em này thì đang có mức giá hợp lý của chị 465 triệu bản đặc biệt nhá. Đấy, vỏ sơ cua thì đã hạ nhưng mà vẫn là rất là dày. Rất dày đúng không ạ? Đấy. Ok, tất cả những chi tiết keo chỉ này là bao zin như chị. Bao zin. Bản đặc biệt nhá chị, 2018 và lăn bánh 35.000, 465 triệu. 465 triệu là mẫu xe này, BMW đang chào bán 465. Anh chị nào mình quan tâm mình lên xem xe để trải nghiệm và đi test xe thoải mái nhé. Những cái góc cảng anh chị có thể quan sát này ha. Rất khít. Tất cả dàn vỏ này là theo xe. Đó. Ok anh chị nhá. Đó. Thì trên đây là hai mẫu xe mới nhất vừa về và cực kỳ đẹp, chuẩn ô đô. Elantra 2017 số sàn 418 triệu đồng, lăn bánh 48.000 chuẩn, lên ghế da màn hình rồi. Đấy, còn em Accent màu vàng đồng này thì lăn bánh 35.000 chuẩn, bản đặc biệt 2018 465 triệu cũng đã lên màn hình Android rồi. Anh chị nào mình quan tâm về những cái sản phẩm vừa về rất là mộc như này
thì lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe chị nhá. Một nữa thì cảm ơn chị rất nhiều và em An xin hẹn gặp lại chị. Xin chào.